Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đang chế biến dược liệu. Mình cũng nhân dịp này thì mình quay để giới thiệu cho các bạn về một loại cây thảo dược đơn thuần chữa bệnh về đau nhức xương khớp và một vài bệnh khác các bạn nha. Thì trên màn ảnh các bạn đang theo dõi đây thì là cây có tên gọi là cây cỏ xước hay còn gọi là cây ngưu tất nam. Thì đây là mình nhổ một cây về để làm mẫu để cho các bạn theo dõi. Thì đây mình quay cho các bạn nhìn cho kỹ này. Cái cây cỏ xước này thì chắc là cũng không có mấy người nhầm lẫn đâu và mấy người không biết đâu, cho nên là cái này thì nó rất là đơn đơn thuần, bởi vì khi mà ở các vùng nông thôn ấy thì nó mọc ở các bờ bụi rồi các ven đường thì cũng có các bạn ạ. Đấy thì những chỗ nào mà người ta không nhổ đến thì nó mọc cây cây to, còn những ở ven đường thì do trâu bò ăn hoặc là người ta phát đi thì nó bé. Đấy thì đây thì mình xin phép vào chủ đề luôn. Là cây cỏ xước này thì còn có gọi tên là cây ngưu tất nam. Đấy, nó công dụng là tương tự như cây ngưu tất các bạn nhé. Ngưu tất bắc ấy. Thì đấy, cho nên là nó có tên gọi là cây ngưu tất nam, thì cây tên thông dụng là cỏ xước. Đấy. Thì cây này thì mình giới thiệu qua là cây này nó rất là lành tính các bạn ạ. Đấy. Đấy, nó có tác dụng thì rất là tốt. Đấy, đối với lại đau nhức xương khớp thì nó có tác dụng là tiêu viêm, giảm đau. Đấy, rồi có tác dụng an thần, lợi tiểu. Đấy, rất là tốt. Đấy. Thì tùy theo từng loại bệnh mà chúng ta sử dụng cái các bộ phận nó khác nhau. Đấy, như bộ phận rễ của nó thì chữa về các bệnh về đau nhức xương khớp. Thì đây thì mình đang đang chế này. Để bây giờ mình đang 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 thái, đang dùng dao cầu để thái cái bộ phận rễ của nó. Thì hôm hôm trước thì mình có làm nhưng mà mình không thái mà mình xịt rửa xong rồi bắt đầu là mình phơi cả nhá, từ từ gốc trở xuống đến rễ. Bây giờ thì mình mới thái ra để bốc thuốc này các bạn này. Đấy thì đây quay trở lại cái cây này để cho các bạn thấy rõ này. Đấy thì khi mà chúng ta bị đau nhức xương khớp, nhất là bị đau khớp gối, thì tại sao người ta nói là ngưu tất? Đấy. Ngưu tất là đầu gối của con trâu. Cho nên là khi mà những trường hợp nào mà trường hợp bị sưng đau nóng đỏ ấy thì nó có tác dụng là rất tốt đấy các bạn ạ. Đấy. Nói chung là về các hệ đau nhức xương khớp, mà thậm chí là có những người mà sưng. Đấy, sưng đau thì càng tốt, như viêm khớp dạng thấp này, bệnh gút này. Đấy. Thì dùng nó rất là tốt. Có thể là dùng độc vị được và dùng phối hợp với các vị thuốc khác đều được các bạn ạ. Nếu khi chúng ta mà dùng độc vị thì chúng ta sẽ dùng liều cao hơn, thì có thể là dùng đến 70 gram đến thậm chí có thể là 100 gram bình thường các bạn nhé. Đấy, cái này thì nếu dùng độc vị, còn như dùng phối hợp gia giảm với các vị khác thì trung bình nó rơi vào 20 đến 30 gram. Đấy, tùy theo từng bài thuốc. Đấy. Còn bộ phận thân và bộ phận lá của nó ấy, thì sử dụng cho mục đích lợi tiểu, viêm đường tiết niệu hoặc là sỏi thận. Đấy, rất tốt. Thậm chí là viêm gan. Đấy, dùng rất tốt. Thì nó cũng chủ yếu là đối với lại các bệnh là như vậy thôi. Đấy, nó chủ yếu về gan và thận. Đấy. Bộ phận thân rễ thân và lá của nó thì chủ yếu là chữa về 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 gan và thận nhé các bạn nhé. Ví dụ như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu các thứ thì chúng ta phối hợp với gia giảm như kiểu rễ cỏ chanh này, dâu ngô này, bông mã đề này. Đấy, một số loại mang tính chất là lợi tiểu tiêu viêm. Đấy. Mà cái này thì nó cũng có tác dụng là cầm máu nữa các bạn ạ. Đấy. Những người nào mà tiểu ra máu các thứ thì dùng nó cũng được. Thì dùng kết hợp với lá huyết dụ là cũng được. Đấy nha các bạn nhá. Đấy. Mình chia sẻ cho các bạn
như vậy thôi. Đấy. Còn thì cái bộ phận rễ của nó thì nó có tác dụng chữa bệnh thì đại trà hơn, thì chủ yếu về đau nhức xương khớp này, thoát vị địa đệm này, đấy, thoái hóa này, các thứ cũng đều dùng nó được, bởi vì là nó có tác dụng là tiêu viêm, an thần. Đấy, thì tiêu viêm thì nó sẽ là giảm đau rồi. Đấy, nó rất là an toàn, lành tính. Đấy, cây thảo dược này nó có mang tính chất là giảm đau, nhưng mà nó không có corticoid, bởi vì nó lành tính, nó là thảo dược tự nhiên. Đấy, nhưng mà nó thay thế được cái thuốc giảm đau. Đấy, ví dụ chúng ta có thể là đau nhiều thì chúng ta có thể gia giảm kết hợp với lại thủ phục linh nữa. Đấy các bạn ạ. Nếu mà mùa đông nữa, nếu mà mùa đông ấy thì chúng ta sẽ dùng thiên niên kiện vào. Nhưng khi mà mùa hè ấy, mùa nóng thì chúng ta bỏ thiên niên kiện ra. Đấy, chúng ta thay thế vào vị khác. Các bạn nhé. Đấy, tùy theo mùa mà chúng ta gia giảm theo từng thể trạng bệnh. Ví dụ mùa nóng thì chúng ta không thể gia giảm một cái cây nhiệt được. Và cũng hai nữa là phải xem trong cơ địa của chúng ta thì nếu như chúng ta bị nhiệt quá cao ấy, thì chúng ta cũng không nên dùng là cây quá là nóng. Đấy. Đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn là như vậy. Đấy, còn khi mà vào thực tế thì chúng ta phải xem xét cẩn thận rồi bắt đầu chúng ta bốc thuốc. Nhưng còn đây thì hôm nay mình chủ đích là mình chia sẻ công dụng của cây thuốc như vậy thôi. Còn cây này thì nó đặc biệt là nó chữa về từ đau nhức xương khớp, nhưng mà từ bộ phận thắt lưng L4 L5 đổ xuống, mà gai đốt sống rồi nó chèn ra thần kinh ấy, thoát vị địa đệm rồi bắt đầu nó chèn ra thần kinh ấy, thì dùng cái này này và gia giảm thêm những các vị thuốc nữa thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao các bạn ạ. Đấy, những người nào mà chèn xuống chân ấy thì dùng cái cây cỏ xước này nữa các bạn nhé. Hoặc là nó rất tốt cho những người mà bị bệnh gút, sưng đau nóng đỏ, sưng các ngón chân ngón tay là rất tốt này. Đấy. Rồi còn viêm khớp dạng thấp nữa. Đấy. Cũng là cũng gần như giống như gần như bệnh gút, nhưng mà cơ chế sinh bệnh của cái bệnh viêm khớp dạng thấp thì nó khác nhau. Nhưng chúng ta dùng cỏ xước như lúc nãy mình cũng giới thiệu rồi ấy, là nó tác dụng là kháng viêm, chống viêm. Đấy, nó có thể tác dụng là thay thế được thuốc giảm đau của thuốc Tây nhé, nhưng nó hoàn toàn là không có corticoid, cho nên nó rất an toàn, lành tính. Mà cái cây dược liệu này là nó có thể là dùng lâu dài được các bạn ạ, nó không ảnh hưởng đến các chức năng của bộ phận của cơ thể. Đấy, bởi vì là nó là thảo dược rất là lành tính. Đấy, thì khi mà chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta có thể là nếu như mà dùng chữa về bệnh thấp khớp, viêm khớp, đau nhức xương khớp nói chung và bệnh gút thì chúng ta nên sao đi các bạn nhé. Đấy, chúng ta đi sao đi xong rồi là chúng ta dùng. Đấy. Nếu mà bị thấp khớp ấy, thì dùng thêm vài vị thuốc nữa, rễ cỏ xước này, rồi bắt đầu là rễ cây xấu hổ, cây mắc cỡ đấy, và ba nữa là cây rễ bưởi bung các bạn nhé. Ba vị này thì các bạn sao vàng lên, xong rồi là chúng ta hạ thổ, chúng ta uống. Thì nếu mà muốn chúng ta kết hợp thêm chuối hột nữa, đấy, cũng là sao vàng lên, đấy, thì sử dụng nó mang lại hiệu quả rất là cao đối với những trường hợp mà thấp khớp, rồi là viêm khớp dạng thấp, là có sưng đau nóng đỏ các bạn nhé. Đấy, thì video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Đấy, thì mình giới thiệu cái cây thuốc nó rất là thông dụng thôi. Nhưng mà hiện nay tỷ lệ đau nhức xương khớp ở người Việt Nam mình là tỷ lệ nó rất là cao, cho nên mình cũng muốn là qua video này muốn giới thiệu cho các bạn. Thì gia đình là các bạn có thì các bạn tự lấy về sử dụng theo như hướng dẫn ở các sách báo rồi như mình giới thiệu. Hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn. Đấy, thì còn bạn nào mà không có ở thành phố hoặc là không kiếm được ấy, thì mình ở trên miền núi mình chia sẻ cho các bạn được. Đấy, đây thì rễ khô mà mình đang làm khô rồi. Đấy, đây cái này là mình phải dùng con dao cầu như thế này để cắt cắt nó ra các bạn ạ. Xong bắt đầu là mới mang đi sao. Đấy, mang lên sao lên một lần nữa. Đấy, đấy các bạn ạ. Đấy, cây mình thì rất thích là
ưu tiên là dùng thảo dược của Việt Nam mình thôi. Đấy, nhất là ở trên miền núi thì nó cũng có rất nhiều mà nó không bị tác động bởi hóa chất các thứ, thì dùng mình cũng thấy là nó rất là tốt. Đấy. Còn thì mình cũng khuyến cáo với mọi người cũng không nên là dùng thuốc bắc nhiều, bởi vì là cái ngũ tất thì cái rễ của nó nhìn thì rất là đẹp, rồi dẻo lắm các bạn ạ. Đấy, nó không như những cái thuốc nam mình làm theo kiểu thủ công, làm thô sơ như thế này đâu, cứ rửa sạch phơi khô rồi nấu nước uống đâu. Nhưng ở khi mà người ta làm mang tính chất thương mại hàng hóa thì người ta thứ nhất là phải làm đẹp. Đấy, hai nó phải tẩm ướp để bảo quản được lâu. Đấy, thì mình cũng không khuyến cáo mọi người dùng thuốc bắc. Đấy, cho nên là dùng thảo dược của Việt Nam mình rất an toàn mà nó hiệu quả nhanh các bạn nhé. Đấy, thì mình hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn